Ngân hàng mà. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương, chuyên bán các loại dòng giản âm thanh nghe nhạc. Bây giờ cũng là hơn 8 giờ tối của ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vâng, thì tôi đang có mặt tại phòng làm việc của bác Trịnh Tiến Dũng thuộc địa chỉ là 315 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định. Bác Dũng là một khách hàng rất là yêu âm thanh, đặc biệt là âm thanh của những dòng giản âm thanh nghe nhạc. Thì bác bảo là bác ấy rất là thường xuyên là theo dõi kênh trên cửa hàng của chúng tôi. Thì nghe tin là cửa hàng là đợt này là có rất là nhiều những cái dòng giản để cho bác chọn lựa. Thì qua điện thoại trao đổi thì bác cũng rất là tin tưởng vào cửa hàng. Và nhờ cửa hàng của chúng tôi là chọn cho bác cái một bộ giản Kenworth 5i thật là đẹp. Và lên tất lơi lắp đặt hướng dẫn cho bác về cách sử dụng kết nối giữa Bluetooth hoặc cách sử dụng bộ giản để làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Vâng, xin trân trọng kính giới thiệu với các bạn, đây là bác Dũng trước bản mình đang quay, một khách hàng rất là thân thiện, một khách hàng rất là vui tính và có rất là nhiều những lời nói vui và lời trêu đùa đối với cả chúng tôi. Hôm nay tôi đi sang Nam Định, một thành phố rất là đẹp, trong rất là nhiều thành phố tôi đã đi trong những năm gần đây. Vâng, hiện tại tôi đã lắp đặt xong bộ giản Kenworth 5i, các bạn quan sát được bộ giản rất là đẹp, rất là trang trọng. Bác Dũng cũng sắm một chiếc kệ, tôi cảm thấy là một chiếc kệ rất là nhỏ so với bộ giản, bởi vì bác cứ nghĩ là bộ giản 5i là một bộ giản là nó vừa tầm thôi, nhưng không ngờ đến đây bác bảo nó rất là to và hình thức thì cực kỳ là đẹp. Bộ giản 5i thì là cắm điện 100V các bạn nhé, sử dụng 3 đường tiếng, một loa, một bát, một trung, một tép và công suất nó đạt là 200W. Các bạn có thể là đặt một trong một cái phòng khách, phòng làm việc rộng tầm khoảng 50m² trở lại là cũng rất là hợp lý và đẹp mắt. Vâng, thì bây giờ tôi cũng còn một công việc nữa, đó là lắp đặt một bộ dàn Kenworth A97 tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định. Thì chính vì vậy là tôi cũng xin phép sẽ làm clip này rất là ngắn thôi. Còn nếu quý vị và các bạn mà cần cửa hàng chúng tôi là tư vấn này và chọn lựa cho những bộ dàn, thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi qua hai số điện thoại. Vâng, đầu tiên là số điện thoại 0982760098 và số thứ hai là 0936808363. Thì hai số điện thoại trên cửa hàng của chúng tôi là đều có Zalo, các bạn có thể là nhắn tin, chúng tôi sẽ chụp ảnh này và gửi mẫu dàn vào giá trực tiếp để tới các bạn chúng ta có thể làm rõ hơn. Còn bây giờ thì tôi cũng xin phép tạm dừng clip ở đây thôi. Thì trước khi dừng clip thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đăng ký ủng hộ kênh và có những ý kiến đóng góp, có những lời chúc, lời động viên để giúp cho cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện hơn trong lĩnh vực bán hàng. Vâng, thì hôm nay là buổi tối ngày 30 tháng 3 năm 2021, thì tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới gia đình nhà bác Dũng cùng toàn thể quý vị các bạn là có thật nhiều sức khỏe này, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và công việc làm ăn là luôn luôn thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn. Vâng, xin kính chúc quý vị các bạn là có những giây phút nghỉ ngơi vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè, gia đình và có một giấc ngủ thật là ngon, mơ thật nhiều những giấc mơ đẹp. Vâng, để ngày mai là lấy sức khỏe sao thoải mái để làm việc trong một ngày giữa tuần. Vâng, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo.